Thưa bác sĩ Mai Trần, rất hân hạnh trở lại với quý vị với chương trình y khoa ngày hôm nay. Chúng tôi rất cảm ơn bác sĩ Đặng Phi Long, là bác sĩ chuyên khoa về đường ruột và tiêu hóa đã góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Với sự trở lại của bác sĩ, mời bác sĩ có thể cho lời giới thiệu của chính mình đến quý vị. Dạ, tôi là bác sĩ Đặng Phi Long, bác sĩ chuyên môn đường ruột tiêu hóa và gan. Xin cảm ơn bác sĩ Mary Trần đã mời Phi Long lên đây để tiếp chuyện cùng với quý vị. Dạ, bác sĩ Long, cảm ơn bác sĩ Long rất nhiều. Thì quý vị cũng biết là cái đường ruột chúng ta và cái gan nó rất quan trọng, thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài gọi là cái men gan, quan trọng như thế nào với tôi cơ thể chúng ta. Thì quý vị cũng biết là cái men gan là một, nhiều người cũng hỏi bác sĩ men gan là gì, thì quý vị cũng biết là cái gan chúng ta là một cái bộ phận rất là quan trọng trong cơ thể. Nó không nhận là cái nhiệm vụ của nó là không nhận mà chuyển hóa những cái chất dinh dưỡng trong cơ thể chúng ta, nó còn có chức năng phân giải cái đó và đồng thời nó cũng tải những chất độc ra ngoài. Thì thưa bác sĩ, trước nhất chúng ta muốn hỏi là cái gan chúng ta nó nằm trong cái bộ phận trong cơ thể chúng ta, nó nằm trong chỗ location chỗ nào bác sĩ, và cái nhiệm vụ nó với cơ thể ta như thế nào? Thì cái gan thì nó nằm ở bên phía bên tay phải, và phần trên thì nó nằm ở bên dưới cái lồng ngực của mình ở bên bên tay phải. Thì cái gan thì nó rất là to, thì nó nằm ở bên này. Thì kế bên cái gan thì nó cũng có cái túi mật nữa đó. Thì gan với túi mật thì nó nằm vị trí bên 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 phải này. Thì thành ra nhiều khi mình bị đau gan, bị đau túi mật đó, thì mình cảm thấy đau về phía bên phải, nhiều khi nó đau xuống giữa, nó có thể là lan qua. Thì gan của mình nó có một cái chức năng rất là quan trọng, thì mình không thể sống mà không có gan được đó. Thì như vậy cũng đủ biết là gan mình nó quan trọng thế nào rồi. Thì tim mình nó cũng quan trọng, không có tim thì không sống được, mà không có óc cũng không sống được. Nhưng mà thiếu gì, thí dụ mà mình không có thận đó, thì mình chỉ cần có một cái thận thôi mình cũng có thể sống được. Nhưng mà mình cũng có thể có nửa cái gan mà mình sống vẫn được như thường. Nhưng mà cái nói chung đó là cái gan của mình đó, là một cái bộ phận để nó tẩy lọc những cái chất độc đó. Thì ra khi mà mình ăn cái thức ăn vào đó, thì cái thức ăn nó sẽ chạy vào trong bao tử, xuống ruột non, xong rồi xuống ruột già, xong rồi đó thì máu đó thì nó sẽ chạy về gan. Trước khi nó chạy về phổi thì cái gan của mình nó sẽ lọc ra những cái chất độc, những cái chemical, những cái toxin. Thì nó sẽ lọc ra. Sau khi mà lọc ra xong rồi đó, thì nó sẽ chuyển cái máu của mình đó, nó sẽ chuyển về bên cái phổi của mình. Và cái phổi thì nó sẽ tiếp tế cái dưỡng khí. Và xong rồi đó thì cái máu đó nó sẽ chạy về tim của mình. Thì ngoài cái chức vụ đó là tẩy lọc những cái chất độc ở trong người của mình ra, thì gan nó cũng có là một cái bộ phận để nó tiết ra, nó làm ra cái lượng đường đó. Thì nhiều khi mình không ăn uống gì đó thì mình cũng có thể sống được mà bao nhiêu ngày, 5 ngày, 7 ngày và có thể kéo dài hơn. Thì nhiều khi đường của mình ở trong nó dự trữ ở trong cái gan của mình đó, nó gọi là cái glycogen. Thì cái lượng được cái glycogen đó, đó khi mà nó cái người của mình cần thiết đó, thì nó sẽ break down cái glycogen, thì nó sẽ tiết ra đường, nên là nó làm ra để mình có thể mình đó là một cái giống như là một cái năng lượng để cho người mình để có thể xài được đó. Thì nó sẽ tiết ra cho cơ thể của mình. Và ngoài ra đó thì cái gan nó cũng rất là quan trọng trong vấn đề về máu huyết của mình. Tại vì cái gan của mình nó tiết ra những cái protein để làm cho máu của mình nó động lại. Đó là nếu mà mình bị đứt tay đó, thì nếu mà cái gan của mình nó hư đó, thì cái gan của mình nó không có tiết ra những cái chất protein đó, thì nó làm cho máu của mình nó sẽ bị loãng ra. Máu mình loãng ra thì nó làm cho máu mình chảy hoài, nó không có động lại, thì mình sẽ bị mất máu nhiều hơn. Hay là nhiều khi mình bị xuất huyết từ trong bao tử hay trong ruột già đó, mà cái máu của mình nó cứ loãng hoài đó, cũng giống như là mình uống thuốc loãng máu. Về rất là nhiều người bệnh nhân bị tim đó, thì người ta cần uống thuốc loãng máu. Thì khi mà cái gan của mình nó bị hư hại đó, thì cái gan của mình nó không có tiết ra cái chất máu để động lại đó, thì máu của mình nó loãng ra, thì nó cũng làm cho mình bị chảy máu hoài. Ngoài ra thì gan nó cũng có tiết ra những cái chất vitamin. Thì nói chung đó là gan của mình nó cũng rất là mà quan trọng cho vấn đề về cuộc sống của mình. Thì nếu mà mình không có mà bảo vệ cái gan của mình, để cái gan của mình nó hư hoại đó, thì nhiều khi mình cũng có thể gây đến tử vong nếu mà cái gan của mình nó bị hư nhiều quá.
Như bác sĩ kể là cái gan, cái nhiệm vụ của nó, cái vai trò rất là quan trọng trong cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta không thể thiếu được, chúng ta có thể thiếu một cánh tay, có thể thiếu một cái quả thận, hoặc cái mật chúng ta bị mất đi cũng không sao, nhưng mà cái gan là rất là quan trọng, là một cái phần tử mà để cho chúng ta sống còn. Thì thưa bác sĩ, thường thường khi một bệnh nhân đi khám bác sĩ thường xuyên và khám tổng quát, và cái điều là thường khi khi mà quay lại thì bác sĩ bắt đầu review mấy cái lab, thì trong cái lab nó có một cái bác sĩ thường thường bệnh nhân hỏi là cái chức năng gan tôi thế nào, thì cái lab thì cái mấy cái lab gọi là người ta gọi là enzyme hoặc là cái men gan, thì cái men gan của cái chức năng gan mà cái lab mà chúng ta thường khám tổng quát là gồm những gì, mà cái vai trò của cái men gan có quan trọng, bác sĩ nó có nắm cái, nó có báo chúng ta biết, báo hiệu chúng ta biết là cái gan ta có vấn đề không bác sĩ? Dạ, thì mà cái khi mà mình thử máu tổng quát á, thì đa số bác sĩ gia đình á, thì mà mình thử là thử về CBC với là CMP. Là CBC là thử về coi cái hồng cầu của mình, đọc bạch huyết cầu với là tiểu huyết cầu, và ngoài ra thì cái CMP đó thì người ta thử coi thì nó cũng có đa đường nè, có chức năng về về thử về thận nè, xong rồi về chức năng về gan. Thì chức năng về gan nói chung là cái men gan, thì cái men gan đó nó chỉ là cái chỉ số của cái tế bào trong trong gan của mình. Thì khi mà nó bất bình thường á, thì mình sẽ nhìn vào cái đó thì mình biết, nó báo hiệu cho mình á, là cái gan của mình nó có vấn đề đó. Khi mà men gan mình nó tăng lên cao đó là cái gan của mình có vấn đề. Thì khi mà cái gan của mình nó bị vấn đề mà nó bị kéo dài nó như vậy á, mà nó không trở lại bình thường đó, thì mình phải đi tìm tòi, mình tìm tòi coi tại sao cái gan của mình nó tăng lên như vậy. Thì cái men gan tăng lên cao nó rất là nhiều lý do tại sao mà làm cho cái men gan của mình nó tăng lên cao. Mình bị gan B, bị gan C, mình uống rượu, mình uống thuốc trụ sinh, và nhiều khi mà mỡ đóng vô trong gan hay là trong túi mật của mình nó có sạn, nó làm cho cái cục sạn rớt từ trong cái túi mật của mình, nó làm cho ống dẫn mật của mình nó nghẹn đi, hay là nhiều khi mình bị ung thư trong gan, hay là mình bị ung thư lá mía, nó làm cho cái ống dẫn lá mía của mình nó nghẹn lại, thì cái men gan nó tăng lên cao. Thì nói chung đó là cái men gan của mình nó tăng lên cao thì nó báo hiệu cho mình biết là nó có vấn đề. Thì lúc đó đó mà bác sĩ gia đình hay là bác sĩ gia đình giới thiệu tới bác sĩ chuyên môn để người ta tìm tòi coi tại sao, cái lý do gì mà tại sao cái men gan của mình nó tăng lên cao như vậy. Bác sĩ, khi mình nói men gan, cái tỷ số của cái men gan như là mình nói về AST, ALT hay GGT, với đó là khi mình biết, thì bác sĩ có đề cập có nhiều nguyên nhân, có thể là cấp tính hoặc là mãn tính. Thì khi cấp tính đó, thì chúng ta có thể theo dõi một thời gian, một vài tuần rồi theo coi nó xuống không. Thì có thể như bác sĩ nói là nhiều khi chúng ta bị stress, bị lo nghĩ, hay là bị cảm, hay là bị infection, hay là bị cái gì nó cũng sẽ làm tăng lên khi bác sĩ theo dõi. Nhưng mà khi mà cái tỷ lệ nào mà nó cao mà bác sĩ cần phải worry, bác sĩ cái số lượng như thế nào và nó kéo dài bao lâu bác sĩ cần phải lo? Thì đa số đó là cái thường thường đó, thì cái men gan của mình cái chỉ số bình thường đó thì nó cũng khoảng 30 tức là 45. Đó thì nếu mà thường thường nếu mà bệnh nhân bị gan mà cấp tính đó, thì gan có thể tăng lên tới cả 1.000, 2.000, 3.000. Thì cái chỉ số càng tăng lên cao chừng nào đó, thì lúc đó là nó báo hiệu cái gan của mình đó, nó đang bị nguy ngập và mà khẩn cấp. Thì lúc đó đó là đa số đó là mà nó gọi là đang bị viêm gan cấp tính. Thì lúc đó mình cần phải tìm tòi một cách mà lẹ làng và kỹ càng hơn, và nhiều khi bệnh nhân phải chạy vô trong nhà thương để mình làm mình tìm tòi cho nó lẹ làng hơn. Tại vì những người mà bệnh nhân mà bị viêm gan cấp tính đó, mà là mình khám ở trong phòng mạch đó, thì nhiều khi mình không có thể khám bệnh nhân đều và thông thường để mình có thể chăm chú để chăm sóc bệnh nhân một cách kỹ càng hơn. Thì đa số những người mà bệnh nhân mà bị cấp tính như vậy thì mình phải chạy vào nhà thương. Còn nếu như mà cái men gan của mình nó có tăng lên 100, 200, 300 hay gì đó thì cái đó là nó hơi tăng lên cao thôi. Thì những cái gan đó đó mình có thể theo dõi ở phòng mạch, mình có thể cần phải đi thử máu coi có phải bị gan B, gan C hay là gì không. Thì đa số đó là cái men gan của mình nếu mà nó tăng lên cao hoài trong vòng 3 tháng trời đó là lúc đó là cái gan của mình là nó bị một cái bệnh kinh niên gì đó để làm cho gan của mình nó tăng lên cao như vậy. Thì lúc đó mình sẽ tìm tòi một cách, mình có nhiều thời giờ để mình tìm tòi hơn. Thì lúc đó bệnh nhân có thể khám trong phòng mạch, mình theo dõi phòng mạch. Nhưng mà nếu mà cái men gan nó tăng lên cao quá nhiều, 800, 1.000 hay gì đó, thì nhiều khi mà càng ngày càng tăng lên theo nữa đó, thì lúc đó bệnh nhân phải chạy vào nhà thương.
Và cái khi mà cái men gan nó tăng lên cao, mình cũng phải coi coi cái sức khỏe của bệnh nhân như thế nào. Thì nhiều khi mà nó bệnh nhân mà nó tăng lên hơi cao, nhưng mà người bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối quá, mà da vàng đổ hết trơn đó, thì nhiều khi là mình phải cho bệnh nhân vào nhà thương khẩn cấp để mình truy tầm cho một cách khẩn cấp và hữu hiệu hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Như mình cũng nói là cái men gan rất là quan trọng, nhưng mà nó cũng là một cái biểu hiện mà cho mình biết là cái gan mình đang bị sưng, đang bị viêm. Cho nên quý vị, nhiều khi nhiều bệnh nhân cũng không, như bác sĩ nói là nhiều khi men gan cao mà cũng chẳng có triệu chứng gì, tại vì cái triệu chứng nó không cụ thể lắm. Cho nên cách mà chúng ta tìm tòi, tìm hiểu cái gan của mình, cái chức năng gan của mình bằng cách là đi khám bệnh hàng năm. Thì khi khám bệnh thì thường thường là các bác sĩ cho đi thử máu. Và cái thử máu mà tổng quát nhất á, là bác sĩ cũng nói là đề cập là thử máu về cái CPC, thì mình biết là cái tiểu cầu, tại vì nếu tiểu cầu chúng ta thấp cũng là một cái lý do có thể do gan và ông bác sĩ. Vâng. Rồi khi chúng ta thử cái CMP thì trong đó bác sĩ có thử mấy cái chức năng gan như là AST, ALT, mấy cái đó thì bác sĩ cũng có khái niệm nào cái gan ta có vấn đề gì không. Rồi sau đó chúng ta phải tìm tòi tại sao gan chúng ta ảnh hưởng. Tại có rất nhiều bệnh nhân cứ nói là bây giờ tôi hơi bị ngứa, bị gì, có phải do gan không? Thì cách hay nhất là cái trả lời của họ là chúng ta đi chịu khó đi thử máu. Tại có nhiều bệnh nhân mình khuyên lên thử máu, họ nói tôi thấy khỏe không gì hết, nhưng mà chúng ta thử máu để mà chúng ta tìm hiểu cái bệnh, rồi từ từ. Tại có nhiều căn bệnh nó không có triệu chứng, như bác sĩ nói là không, cái men gan tăng có nhiều người không có triệu chứng gì hết, vâng. Nhưng mà nó là một cái tiềm ẩn trong cái căn bệnh gì đó, cho nên chúng ta phải cũng cần phải để ý theo dõi. Thì tôi cũng khuyên là bác sĩ gia đình, tôi khuyên quý vị nên hàng năm đi khám bệnh để chúng ta có thể những câu hỏi chúng ta cần phải hỏi bác sĩ của mình, và đồng thời chúng ta có thể thử tổng quát để coi mình có bị ảnh hưởng cái cơ thể chúng ta về thận, về gan, về đường, về mỡ, để chúng ta có thể kiểm soát trước, chứ đừng có đợi khi có một cái triệu chứng nào nó hơi trễ rồi. Có nhiều người nói là thôi bác sĩ ta khỏe mạnh đi gặp bác sĩ nó lại lô ra bệnh, nhưng mà thực sự ra bệnh chúng ta nó nằm đó. Mình thử mới thấy được. Còn nếu mà không, nếu mà cái bệnh mà mình để tự nhiên biến mất thì bác sĩ cũng chẳng đi thử chi, đúng không? Rất tiếc chúng tôi đã hết giờ của phần 1. Chúng tôi trở lại phần 2 với chương trình. Bác sĩ Đặng Phương Long sẽ tiếp tục nói về cái những cái men gan dấu hiệu như thế nào và những cái bệnh nào mà gây ra cái men gan như vậy. Xin chào quý vị.